tàu Anh bị tấn công ở Biển Đỏ. Mới đây, cơ quan thương mại hàng hải Vương quốc Anh cho biết, một tàu chở hàng thuộc sở hữu của nước này đã bị tấn công ở Biển Đỏ, ngay sau lúc nửa đêm qua. Sky News dẫn tin từ cơ quan trên cho biết, con tàu bị tấn công ở phía tây của Hodeidah, Yemen. Hiện chưa nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm, song một hãng thông tấn của Mỹ cho hay, nhóm vũ trang Houthi được Iran hậu thuẫn nhiều khả năng là thủ phạm. Cơ quan thương mại hàng hải Vương quốc Anh cho biết, thuyền trưởng của tàu biết có một tàu nhỏ tiếp cận họ, rồi sau đó một quả đạn lao tới. Không có thủy thủ nào bị thương nhưng tàu bị hư hại nhẹ ở cửa sổ. Tàu được coi là an toàn để tiếp tục hành trình. Công ty an ninh hàng hải Ambrey nhận diện tàu bị tấn công là tàu chở hàng treo cờ Barbados, thuộc sở hữu của một công ty Anh. Con tàu bị hư hại trong khi di chuyển về phía đông nam, qua Biển Đỏ. Hôm qua, 5 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps tuyên bố trước Hạ viện rằng Anh sẽ không ngần ngại đáp trả một lần nữa để tự vệ trước các cuộc tấn công của Houthi ở Yemen. Quan chức này cũng cập nhật tình hình cho các nghị sĩ sau khi Anh và Mỹ cùng không kích vào các địa điểm của Houthi hồi tuần trước. Ông Shapps nói, các cuộc tấn công của Anh và Mỹ là phù hợp với luật pháp quốc tế và nhằm mục đích tự vệ. Theo đó, Anh và Mỹ đã nhắm vào 3 cơ sở quân sự, bắn trúng 11 mục tiêu sau khi phân tích tình hình kỹ càng. Các cuộc tấn công ở Biển Đỏ đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu, buộc các công ty phải định tuyến lại các hành trình dài hơn và tốn kém hơn quanh miền Nam châu Phi, đồng thời làm dấy lên lo ngại cuộc xung đột Israel-Hamas có thể lan rộng và gây bất ổn cho khu vực Trung Đông rộng lớn hơn.